Con chào cô và các bạn, con tên là Nguyễn Trọng Dương, năm nay con lên lớp 5, học trường tiểu học Đặng Trần Côn. Hôm nay con sẽ giới thiệu với các bạn về chương trình của con tên là Hùng Tám. Dự án của mình có những nhân vật gì nhỉ con nhỉ? Có nhân vật mèo, táo, pháo hoa. Rồi, con bấm vào lá cờ xanh để chơi thử đi. À, ghi được bao nhiêu điểm thì mình sẽ chiến thắng hả con? 10.000 ạ. 10.000. 8.800 rồi. 10.000 rồi con. 10.000 rồi nè. Ồ. Đâu con bấm vào cái phần thắng con xem nào, xem khi nào thì nó sẽ thắng nào. Rồi. Nếu điểm lớn hơn khi nhận win, nếu điểm lớn hơn 10.000 thì nhưng mà vấn đề là khi nào thì nó phát tin win, con làm nhầm rồi, con phải là khi bấm vào lá cờ xanh nếu điểm lớn hơn 10.000 thì phát tin win, chứ con không thể để khi nhận win được, ai ai phát tin win để cho nó nhận đúng không, để lấy câu khi bấm vào lá cờ xanh. Hôm trước cô lại không để ý cái chức năng thắng thua này của con. Nhân vật này là nhân vật nào? Khi bấm vào lá cờ xanh con ghép vào đây đi. Con bỏ cái câu hiện ra đã. Bỏ cái câu phát âm thanh win ra đã. Rồi nếu điểm lớn hơn 10.000 thì đấy, bây giờ con mới phát tin thắng ở đây. Được chưa? Con bỏ cái câu liên tục này ra, cái pháo hoa đúng không? Con bỏ ra. Bỏ cái câu liên tục pháo hoa, cứ cho nó vào bên trong. Bỏ câu này ra. Đấy, con lấy lại cái câu phát tin win cho vào đây đi. Phát tin win cho vào bên trong cái nếu này này. Phát tin win. Rồi, cho vào. Rồi, bây giờ con mới lập trình là khi nhận win thì con mới hiện và trang phục kế tiếp được, đúng không? Chứ con chưa phát tin win thì làm sao con nhận được win? Rồi. Đúng rồi. Khi nhận tin tin win hay tin lót hả con? Nhân vật này là nhân vật gì đấy? Bấm vào phần trang phục xem nào. Đây là pháo hoa đúng không? Rồi liên tục trang phục kế tiếp. Bỏ cái câu dừng lại đi. Con vừa... Rồi cho cái câu hiện vào đây. Cho lên trên con. Ờ thôi cũng được. Thế khi bấm vào lá cờ xanh thì con cho nó ẩn đi. Rồi con để cái điểm này là lớn hơn 2.000 cho cô nào. Để cho mình chơi cho nó nhanh nào. Rồi bây giờ con bấm vào nút đỏ và bấm vào lá cờ xanh chơi lại đi xem nào. Đó, được chưa? Thì nó mới hoạt động được. Chứ con không thể là vừa nhận win xong lại vừa phát tin win được thì làm sao mà nó hoạt động đúng không? Thế còn chức năng thua của con hoạt động tốt chưa? Chức năng thua có hoạt động không? Không À, rồi bây giờ cũng 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 hết giờ rồi mà còn bạn Hà Phương cũng vẫn chưa hoàn thiện bài thuyết trình nên là cô sẽ để con thuyết trình ở đây thôi nhá. Và con lần sau rút kinh nghiệm cho cô là con phải xem lại dự án của mình. Nếu như mà nó có lỗi hoặc nó có phần nào thì con hoàn toàn có thể nhắn tin vào group Zalo của nhóm lớp và nhờ cô hỗ trợ thêm con, hoặc là buổi học buổi trước con có nghỉ đúng không? Đó, thì có thể hỏi ạ. cô là dự án của con chưa hoàn thiện có chức năng này thì để cô sẽ hỗ trợ thêm con để khi mà chúng ta vào giờ thuyết trình thì con sẽ có một cái bài thuyết trình đầy đủ nhất nhá.